cái sơ đồ như này để chúng ta dễ theo dõi. Chủ đề chúng ta là đánh giá người học, và chúng ta sẽ bắt đầu đi Đúng từ các cái vấn đề về có bạn nào có ý kiến không? Để tiếp tục nhé. Đánh giá người học ở đây của chúng ta bản chất là một quá trình thu thập thông tin về người học, và thông tin về người học thì có thể tồn tại ở hai cái dạng, một là thông tin định tính hoặc là thông tin định lượng. Và để thu thập thông tin định tính và thông tin định lượng về người học thì chúng ta có thể thu thập bằng rất nhiều cách thức khác nhau, như các bạn đã trình bày trong các bài tập cá nhân của mình. Chúng ta phổ biến nhất thì chúng ta phải thông qua các cái bài kiểm tra, có thể là bài kiểm tra viết, chúng ta biết là viết có thể có trắc nghiệm khách quan, có thể có trắc nghiệm tự luận, và ngày nay thì có rất nhiều cái bài thi dưới dạng hình thức là kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận, đặc biệt là các cái bài thi, bài kiểm tra ở môn các khối khoa học xã hội. Chúng ta để kiểm tra người học thông qua hình thức là vấn đáp. Vấn đáp thì đôi khi nó là một cái kỳ thi, nhưng đôi khi nó chỉ là cái sự trao đổi ở trong lớp học, giống như thầy trò chúng ta vẫn đặt câu hỏi và trả lời trong lớp học. Chúng ta thì thu thập thông tin về người học thông qua quan sát hành động, biểu hiện hành vi, đúng không? Thông qua theo dõi ghi chép, thông qua việc cho người học thực hành một cái bài thí nghiệm hay thực hiện một cái nhiệm vụ, thực hành một cái nhiệm vụ ở các cái môn thể dục, môn vật lý, môn hóa học, và đôi khi thậm chí tất cả các môn của chúng ta thì đều có phần thực hành, ví dụ như là thuyết trình một cái nội dung nào đó trước lớp. Chúng ta có thể thu thập thông tin người học về thông qua bằng cách là lấy ý kiến. Hiện nay chúng ta biết là người học được có quyền tham gia vào quá trình dạy học, quá trình đánh giá, giống như vừa rồi thầy cô đưa ra cái hoạt động là chúng ta hãy đánh giá về phần trình bày của các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay, thì đấy cũng là một hình thức lấy ý kiến, đưa người học tham gia vào quá trình đánh giá bạn mình. Một cái hoạt động thứ ba nữa mà chúng ta có thể thực hiện được để thu thập thông tin đấy là thông qua việc cho yêu cầu người học thực hiện một dự án. Các bạn học về phương lý luận phương pháp dạy học và lý luận công nghệ dạy học, chúng ta biết là trong các cái phương pháp dạy học thì chúng ta có một cái dạy học, đấy là dạy học dựa trên dự án, yêu cầu người học thực hiện dự án. Vì thông qua tất cả các cái kênh thu thập thông tin này thì chúng ta có thể thu thập được thông tin về năng lực của người học. Gần đây người ta đề cập cái cụm từ là năng lực phẩm chất của người học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thế thì năng lực của người học được cấu thành từ rất nhiều các yếu tố khác nhau, và trong đó có những thứ mà chúng ta rất là quen thuộc rồi. Một là kiến thức của người học, kiến thức về cái nội dung chúng ta giảng dạy. Hai là chúng ta trang bị cho người học những cái kỹ năng. Ba là thái độ. Thì thông thường đối với cái đánh giá truyền thống trước đây thì chúng ta hay xem xét tới đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ. Thế tuy nhiên thì đối với việc phát triển cái năng lực của người học thì điều đó là chưa đủ. Chúng ta vẫn có thể thấy là ngay bản thân chúng ta cũng vậy. Có những nội dung học phần mà nội dung kiến thức hoặc là các kỹ năng mà chúng ta chỉ có thể thể hiện tốt được trong một cái bối cảnh quen thuộc. Giống như ví dụ như chúng ta học tập với nhau và khoảng độ thêm 1 2 tuần nữa các bạn sẽ quen hơn, và khi đó trình bày trên lớp học chúng ta tự tin hơn. Thế nhưng vẫn cái nội dung đấy mà chúng ta sang một cái môi trường khác thì đôi khi chúng ta lại không làm tròn vai được của mình, và khi đó thì người ta thường nói là cái năng lực của chúng ta có nhưng mà chưa được thể hiện một cách bền vững, có nghĩa là nó không thể thích nghi được ở trong các điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy người ta còn đề cập thêm những cái vấn đề như là niềm tin, như là động cơ của người học. Như vậy dừng đến đây chúng ta thì thấy cái vế đầu tiên của chúng ta là gì? Đánh giá người học là quá trình thu thập thông tin định tính định lượng về năng lực của người học, và năng lực thì được cấu thành từ các thành tố như là kiến thức, kỹ năng, thái độ, niềm tin và động cơ. Sau khi thu thập thông tin của người học xong rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cái hoạt động của đánh giá, đấy là đưa ra những nhận định, phán xét, quyết định về người học. Và các bạn hay nói là đưa ra nhận xét, đưa ra cái quyết định về người học, ví dụ như người học mà mức tiến bộ của người học đã đạt mục tiêu học tập hay chưa. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định là làm thế nào để có thể cải tiến được cái kết quả học tập của người học. Và muốn làm được điều đó thì chúng ta hãy nhớ tới 4 cái chức năng rất quan trọng của đánh giá năng lực người học. Một là tạo động lực cho người học. Thông qua hoạt động kiểm tra đánh giá thì chúng ta sẽ có thông tin phản hồi lại với người học. Và trong một cái phần trình bày của bạn nào đó buổi sáng, chúng ta có nói đến phản hồi toàn diện cho người học về hoạt động học tập. Có nghĩa là cái điểm số của chúng ta chỉ là một khía cạnh của hoạt động học tập thôi, mà chúng ta phải phản hồi về điểm mạnh, điểm yếu, những cái điểm đạt được của người học, để từ đó có sự khích lệ cho người học phấn đấu. Thông qua cái
Hoạt động đánh giá này chúng ta có thể thực hiện thêm một chức năng nữa, đấy là phân loại người học, phân loại nhóm học sinh học tốt, học khá, học giỏi, học yếu. Nhưng tuy nhiên nó đấy mới chỉ là một khía cạnh về việc phân loại người học thôi. Chúng ta đặc biệt quan tâm đến việc là nhận ra sự khác biệt về đặc điểm học tập của các học sinh trong lớp học của chúng ta. Thì các bạn là khi nói đến phương pháp dạy học là chúng ta hay nói là dạy học phù hợp với đối tượng, đúng không? Dạy học đa dạng hóa đối tượng, và muốn làm được điều đó thì chúng ta phải ngoài cái việc là chỉ biết về năng lực về điểm thông qua điểm số thì chúng ta còn biết cái đặc điểm cá nhân. Thì chỉ lấy ví dụ thôi, trong lớp chúng ta có hơn 40 thành viên thì mỗi thành viên có một thế mạnh khác nhau về việc học tập. Ví dụ như có những bạn thì rất là giỏi trong việc kỹ năng thuyết trình, tức là về ngôn ngữ của nói của bạn rất tốt. Có những bạn thì viết, khả năng viết rất tốt. Có những bạn thì khả năng mà quan sát hình ảnh ghi nhớ rất tốt. Như vậy là mỗi người có một cái điểm đặc điểm khác nhau. Nên khi đó các em phải hiểu cái sự phân loại ở đây nó rộng như vậy. Cái chức năng thứ ba mà chúng ta cần quan tâm tới đấy là chức năng định hướng. Trước kia chúng ta có một câu bất hủ là gì? Thi gì thì học đấy. Nói kiểm tra đánh giá tức là thi gì thì học đấy. Nhưng tuy nhiên thì nó thể hiện một cách hơi cực đoan quá về chức năng định hướng của kỳ kiểm tra đánh giá. Bản chất là gì nhỉ? Các tiêu chí đánh giá của chúng ta đã được công bố. Và cái tiêu chí đánh giá, hình thức đánh giá đấy chính là cái định hướng cho hoạt động học tập, cho hoạt động giảng dạy. Để chúng ta hiểu như vậy thì nó sẽ dễ dễ hơn là cái việc định hướng là thi gì thì học đấy. Trước đây mình thấy là mình rất có giai đoạn mình thích là giới hạn kỷ cương này, rồi làm thế nào để cương học, kể cả lớp cấp 3 đã có cảm giác như vậy, đặc biệt là các môn khoa học xã hội cô giới hạn cho em một chút, thì cái đấy là một cách hiểu là nó chưa được đúng về về cái tính chức năng định hướng. Tiếp theo nữa là cái chức năng, một chức năng chúng ta cũng nên quan tâm tới là chức năng cải tiến dự báo. Thông qua hoạt động kiểm tra đánh giá thì chúng ta có thể cải tiến về mọi mặt. Đối với người học thì cải tiến gì? Về cái mức độ đạt mục tiêu, cải tiến về phương pháp học tập, cải tiến về thái độ. Đối với người dạy thì cải tiến về phương pháp giảng dạy, cải tiến thậm chí là cái thái độ của giáo viên khi mà chúng ta tham gia giảng dạy nữa. Thông qua kiểm tra đánh giá chúng ta sẽ nhận được cái phản hồi của học sinh về hoạt động giảng dạy của chúng ta, thì khi đó chúng ta bản thân chúng ta cũng phải là những người mà có thể cải tiến. Ngoài ra thì nếu như có một kho dữ liệu tốt, có sự quan sát tốt và tỉ mỉ, chúng ta cũng hoàn toàn có thể dự đoán được cái thành tích học tập trong tương lai của mỗi người học. Thì cái này thì sau này khi các em ra trường, chúng ta bắt đầu có nghề một chút rồi, khoảng độ 3 5 năm là chúng ta khi mà tiếp xúc với học sinh chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Còn cái, ai cũng thế, khi mà bắt đầu bước vào cái công việc giảng dạy đôi khi chúng ta có những cái kết luận rất vội vã về người học, nhưng càng về sau khi chúng ta có kinh nghiệm giảng dạy rồi thì cái việc này chúng ta sẽ tốt hơn. Và cuối cùng là chúng ta hướng tới cái mục đích cao nhất của hoạt động đánh giá người học, năng lực người học, đấy là sự tiến bộ của người học. Suy cho cùng thì mọi hoạt động trong nhà trường đều dồn tới việc này. Có tuyển chọn được đội ngũ giáo viên có giỏi hay không, cơ sở vật chất có tốt hay không, đội ngũ nhà quản lý có tốt hay không, thì nó vẫn phải thể hiện được là khi người học tham gia và học tập ở ngôi trường này thì phụ huynh và xã hội đều nhận thấy sự tiến bộ của người học. Có thể là về kiến thức, có thể là về kỹ năng, và có thể quan trọng hơn nữa là về những thái độ ứng xử với cuộc sống, trong cuộc sống. Thì để làm được những cái mục tiêu quan trọng hoặc là những chức năng quan trọng này của việc kiểm tra đánh giá thì chúng ta quan tâm tới bốn cái nguyên tắc, đôi khi người ta gọi là yêu cầu của việc kiểm tra đánh giá, và hầu hết trong phần trình bày của các em đã đề cập tới rồi. Cái việc đầu tiên là chúng ta quan tâm đến tính quy chuẩn và giá trị của hoạt động đánh giá. Quy chuẩn ở đây là gì? Tiêu chuẩn, tiêu chí, hình thức, trọng số của hoạt động kiểm tra đánh giá phải được công bố công khai đối với các bên liên quan ngay từ đầu quá trình học tập. Các bên liên quan ở đây chúng ta nôm na hiểu chính là giáo viên và gì? Và học sinh. Chúng ta phải công bố ngay từ đầu. Cái việc buổi học đầu tiên các thầy cô giới thiệu về đề cương học học phần, giới thiệu về các hình thức kiểm tra đánh giá, đấy là một hình thức là chúng ta đảm bảo tính quy chuẩn. Cái thứ hai là đảm bảo tính giá trị, có nghĩa là cái hoạt động đánh giá của chúng ta phải đảm bảo tính hướng hướng đích. Mục đích của kỳ kiểm tra đánh giá như thế nào thì cái kết quả kiểm tra đánh giá đấy nó phải phục vụ cho cái nội dung đó. Thầy lấy ví dụ như là buổi sáng ngày hôm nay thầy muốn là hoạt động đánh giá của thầy thứ nhất là làm cho mọi người tập trung vào bài học là một. Thứ hai là nắm sơ bộ về tình hình làm bài. Ví dụ như hôm nay là thầy khá đạt mục tiêu hoạt động đánh giá nhé. Một là
lôi kéo mọi người tập trung vào, lúc sau thì chúng ta đã có những cánh tay để dơ lên để tự trình bày. Nhưng hai là thầy cũng phát hiện ra là trong lớp mình có một vài bạn thì vì lý do ABC chúng ta chưa kịp hoàn thành bài tập. Và điều quan trọng hơn nữa ba là thầy đã đánh giá được phần nào cái kỹ năng thuyết trình của các bạn ngày hôm nay, sự chuẩn bị của các bạn ngày hôm nay. Như vậy thì hoạt động đánh giá đấy là đảm bảo tính giá trị. Yêu cầu thứ hai, nguyên tắc thứ hai là sự công bằng và tin cậy. Công bằng đôi khi chúng ta sẽ nói là công bằng đi đôi với cách khách quan đó. Có nghĩa là làm thế nào đó cái kết quả đánh giá, tức là kết quả đánh giá năng lực của người học, nó không chịu sự chi phối về các yếu tố cá nhân của những người tham gia đánh giá, sự yêu ghét, sự hứng thú, sự thích thú hoặc là điểm thế mạnh của cái người đánh giá. Cố gắng là những cái đặc điểm cá nhân của người người đánh giá sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. Khi đó chúng ta gọi là đảm bảo tính công bằng và khách quan. Thầy lấy ví dụ như là về đôi khi ở nước ngoài ta đề cập đến phân biệt về giới tính, phân biệt về chủng tộc, phân biệt về vùng miền. Thế trong một bài kiểm tra thì đôi khi nó có bị thế này, tức là cách hành văn, cái cách phương pháp trình bày tính toán, tức là mỗi một thầy thì đương nhiên là hay cho mình một cái thói quen là mình tạo ra một cái cách là à tôi mà trình bày giảng một bài tập vật lý thì tôi phải đốt một bữa hai ba thế này, ghi đơn vị thế này, à, nhận biết ra người quen. Đây là một phong thái, một cái cách làm bài khác nữa thì của một giáo viên khác, thì đôi khi những cái điều đó mà ảnh hưởng tới cái kết quả đánh giá thì điều đó không đảm bảo tính công bằng. Phần thứ hai là yêu cầu tiếp theo là cái sự tin cậy, có nghĩa là kết quả đánh giá phải phản ánh được đúng với năng lực thực lực của thí sinh, của học sinh ở tại thời điểm chúng ta đánh giá. Và từ đó thì dẫn đến là cái yêu cầu thứ tư là xác thực và phát triển. Thì ở đây ở trong phần trình bày hồi nãy thầy cũng rất thích một vài cái chia sẻ với bạn, tức là chúng ta luôn luôn nhìn nhận cái kết quả kiểm tra đánh giá người học đó theo chiều hướng là người học còn phát triển tiếp, đúng không? Người học còn phát triển tiếp, nên là cái kết quả kiểm tra đánh giá đó nó sẽ xác định về năng lực của thí sinh, nhưng mà chỉ tại thời điểm chúng ta đánh giá thôi, không có tính chất vĩnh hằng. Không có tính chất vĩnh hằng có nghĩa là cái kết quả kiểm tra đánh giá đó nó không đeo bám cái người học cả đời được, bởi vì ngày một ngày hai người học nó còn thay đổi. Nên vì vậy cái sự xác thực và phát triển ở đây nó có ý nghĩa như vậy, là chúng ta chỉ xác nhận cái kết quả kiểm tra đánh giá đấy, xác nhận về năng lực của người học tại thời điểm chúng ta thực hiện đánh giá, nhưng không có nghĩa là kết quả đấy nó sẽ được dùng mãi mãi, bởi vì người học còn sự thay đổi, còn sự phát triển, và đấy mới là cái ý nghĩa của cái hoạt động giáo dục. Và cuối cùng là cái nguyên tắc về tính toàn diện và linh hoạt, thì hôm nay chúng ta thầy cũng đặt một vài câu hỏi các bạn, đa số mình cũng đã trình bày được. Toàn diện ở đây thứ nhất là toàn diện về các mặt đánh giá, chúng ta nhìn thấy không, năng lực của chúng ta là rất nhiều yếu tố, và khi hoạt động đánh giá của chúng ta hướng tới kiến thức, kỹ năng, thái độ, niềm tin, động cơ, có nghĩa là đảm bảo tính toàn diện. Có một ý hiểu ý toàn diện thứ hai nữa là cái sự khác biệt của người học dẫn đến là mỗi một người học chỉ đạt được một cái mức độ mục tiêu học tập nào đó. Nên vậy sự toàn diện ở đây còn có ý nghĩa là ở các cấp bậc đánh giá, các cấp bậc đánh giá khác nhau. Trong một bài kiểm tra phải có các cái mức độ đánh giá khác nhau để đảm bảo tính toàn diện. Chúng ta có thể sử dụng thang Bloom hoặc một số các cái thang chuẩn về năng lực để chúng ta sử dụng. Thì trong các thang đó bao giờ cũng có các cái cấp độ khác nhau. Sự toàn diện còn có thể thể hiện ở các cấp độ khác nhau. Và ý thứ ba các bạn đã chia sẻ thì rất là tán thành, đấy là toàn diện ở đây là đảm bảo cái tính gì nhỉ, đa kênh trong kiểm tra đánh giá, tức là chúng ta đánh giá từ nhiều kênh khác nhau. Nên vì thế chúng ta mới nói đến tự đánh giá đồng đẳng, giáo viên đánh giá, vân vân, chúng ta có nhiều kênh. Và cuối cùng là sự linh hoạt, thì sự linh hoạt ở đây ngoài cái phần chia sẻ các bạn thì bổ sung thêm một ý nữa là trước đây chúng ta hay nói là toàn diện có nghĩa là học gì, học bao nhiêu thứ, phải kiểm tra bằng bấy nhiêu thứ, thì đấy là thể hiện sự thiếu linh hoạt. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể là trong những cái một cái kho những cái nội dung về tri thức mà học phần đã cung cấp, chúng ta có quyền được lựa chọn những cái nội dung nào tiêu biểu để cho người học có thể hiện được năng lực của mình là được, chứ không nhất thiết tất cả mọi thứ đều đổ dồn vào trong bài kiểm tra. Thì đấy là thể hiện sự linh hoạt. Cái thứ hai nữa là thể hiện sự linh hoạt nữa là thầy nghĩ rằng nó thể hiện ở cái cách chúng ta sử dụng cái kết quả kiểm tra đánh giá này. Thầy lấy ví dụ, sáng hôm nay thầy đặt một câu hỏi yêu cầu
Đoàn khắc chính đưa ra một cái câu hỏi cho gì nhỉ, cho Trung Kiên, nhưng mà cái phản ứng của đoàn khắc chính là cần một thời gian và cần nhiều thời gian hơn nữa thì thầy sẽ phải linh hoạt để di chuyển sang người khác, đấy là sự linh hoạt. Và cái thứ hai là thầy cũng chưa kết luận vội là khắc chính đang không tập trung học bài hay là khắc chính chưa có sự chuẩn bị bài trước, đấy là sự linh hoạt của chúng ta, linh hoạt trong việc sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để phản hồi cho người học, để chúng ta thấy rằng là cái sự linh hoạt của chúng ta một phần nào đó nó cũng thể hiện cái đạo đức của những người làm công tác đánh giá trong trong nhiều học, luôn luôn nhìn một cách cởi mở và tạo rất thêm nhiều cơ hội cho người học, thay vì coi kiểm tra đánh giá là một cái tuyên bố chết cứng về người học. Đấy, thì đấy là một vài cái nội dung mà nói chung về đánh giá trong năng lực người học thầy muốn chia sẻ và tóm lược lại với các bạn trong lớp mình như vậy. Bây giờ còn thêm thầy sẽ trình bày thêm khoảng độ 5 đến 7 phút nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học sáng ngày hôm nay. Bây giờ có thêm mấy vấn đề là tất cả những cái nội dung mà chúng ta vừa thực hiện á, vừa trao đổi thì nó đều được diễn ra ở trong ba cái giai đoạn mà chúng ta gọi là trước, trong và sau, đúng không? Rất giống các bạn bên chuyên ngành hóa, trước phản ứng, trong phản ứng và sau phản ứng. Thì ở đây chúng ta cũng có gì nhỉ, trước quá trình giảng dạy chúng ta cũng có đánh giá, trong quá trình giảng dạy chúng ta cũng đánh giá, và kết thúc quá trình giảng dạy chúng ta cũng có đánh giá. Thì các em lưu ý là hoạt động kiểm tra đánh giá của chúng ta được diễn ra xuyên suốt trong quá trình chúng ta dạy học, trước, trong và sau quá trình dạy học. Có 3 điểm mà thầy muốn trao đổi thêm với các bạn. Thì sắp tới khi các em ra trường là chắc chắn 100% các em sẽ phải giảng dạy với chương trình phổ thông mới. Và chương trình giáo dục phổ thông mới thì nó hướng tới cái việc là đáp ứng cái yêu cầu gì, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, và cái tư tưởng chủ đạo của nó là gì, chuyển đổi từ việc dạy học kiểm tra đánh giá theo tiếp cận nội dung sang dạy học và kiểm tra đánh giá theo theo tiếp cận năng lực, theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Thì thầy muốn cụ thể cái nội dung đó là gì, điểm đầu tiên đấy là việc đổi mới trong mục đích của việc đánh giá. Các em lưu ý chỗ này, đổi mới căn bản toàn diện trong giáo dục đào tạo được thể hiện trong hoạt động kiểm tra đánh giá, đấy là đổi mới trong mục đích của việc đánh giá. Chúng ta có thể liệt kê ra rất nhiều mục đích khác nhau của hoạt động kiểm tra đánh giá mà các em nhìn trên đấy trên slide. Chúng ta có thể chẩn đoán các vấn đề về người học, chúng ta có thể thông qua kiểm tra đánh giá để tạo sự khích lệ và phản hồi người học, chúng ta có thể thông qua kiểm tra đánh giá để lên kế hoạch giảng dạy. Các bạn vẫn còn nhớ trong cái môn học phần lý luận và công nghệ dạy học á, thì một trong những cái cơ sở để chúng ta có thể lên kế hoạch giảng dạy cho một học kỳ đấy là gì, bài kiểm tra kiến thức nền, đúng không, bài kiểm tra kiến thức nền, kiểm tra kiến thức đầu vào. Chúng ta thông qua kiểm tra đánh giá để phân loại người học, chúng ta có thể thông qua kiểm tra đánh giá để nhận xét xếp loại về mức độ tiến bộ của người học, hoặc đôi khi là gì, tạo sự bình ổn trong lớp học, tạo sự tập trung của người học, gây sự hứng thú của người học, lôi kéo người học vào trong với cái mục tiêu của bài học. Nhưng tuy nhiên có hai cái trường phái khá là rõ ràng của cái mục đích đánh giá. Một là xem đánh giá là sự phán xét về chất lượng. Và ở đây thầy có dùng cái thuật ngữ là evaluation, tức là đánh giá là sự phán xét về chất lượng. Chúng ta nhìn cái thái độ của người đánh giá ở đây là gì nhỉ? Khi đánh giá một cái sản phẩm của học sinh nào đó, ví dụ như sản phẩm cho môn sinh học, ươm một cái cây hoa, nhận xét là gì? Quá ngắn, thiếu lá, điểm C trừ, và cái hành động là gì? Bàng quan khoanh tay. Họ xong rồi mà, họ chỉ đánh giá thôi. Và bên cạnh đó chúng ta cũng nhìn thấy cái hình ảnh thứ hai là đánh giá để nâng cao chất lượng. Quá ngắn, thiếu lá, thiếu dinh dưỡng, thiếu ánh sáng thì bổ sung. Thì đây là chính là cái hình ảnh mà chúng ta cần phải thể hiện được trong đánh giá năng lực người học. Vì bản thân chúng ta là giáo viên và mục đích của giáo viên thì tất cả các hoạt động đều hướng tới gì nhỉ? Sự tiến bộ của người học. Nên vì vậy chúng ta phải tập trung lớn lúc nào trong đầu chúng ta khi thực hiện một hoạt động nào đó, khi chuẩn bị đưa ra lời nhận xét hay một cái hành động nào đó với người học, thì chúng ta phải chú ý đến việc là chúng ta hướng tới sự thành công của người học thay vì chỉ là phán xét kết luận tại một thời điểm nào đó. Nên các em nhớ cái điều này để trong cái quá trình mà chúng ta sau này chúng ta ra trường, chúng ta giảng dạy á, dạy học á, chúng ta kiểm tra đánh giá á, chúng ta luôn luôn có một cái ứng xử vừa phải với cái việc là người học không đạt được cái mục tiêu chúng ta đề ra.
Bởi vì không phải tất cả người học sẽ đạt được mục tiêu chúng ta đề ra là một. Và cái thứ hai là người học cần có thời gian. Mỗi một người học lại cần có một thời gian khác nhau. Nên khi đó thì chúng ta không cần quá căng thẳng, gây cái căng thẳng quá mức. Khi mà người học không làm bài kiểm tra, khi mà thi học kỳ dẫn đến cái việc là nhà trường đánh giá là cái lớp của cô Bảo Châu dạy chẳng hạn điểm học kỳ này kém, hoặc là lớp của cô Thúy Ngân học kỳ này dạy thì để tốt hơn, thì chúng ta cũng không vội vàng để gây cái áp lực với học trò của chúng ta khi mà có những kết quả vậy. Nên chính vì lý do đó thì cái dạy học trong đánh giá trong dạy học phát triển năng lực sẽ hướng tới cái việc là gì, cải thiện những gì người học có thể làm. Ở đây người ta dùng cái improve what can I do, we do, you do, có nghĩa là dù diễn ra trong hình thức là tự đánh giá hay là đánh giá đồng đẳng thì mục đích cuối cùng vẫn là cải thiện những gì người học có thể làm. Nên vì vậy chúng ta hướng tới mục đích là đánh giá để phục vụ việc giảng dạy, đánh giá để việc học tập tốt hơn, giáo viên theo dõi và điều chỉnh hoạt động giảng dạy, và hàng người học thì lại có cái cơ hội tham gia các hoạt động học tập phù hợp. Chúng ta hướng tới cái điều đó, và do vậy thì chúng ta cần cân bằng lại cái mục đích đánh giá. Trong đây chúng ta có ba cái mục đích đánh giá nhé: assessment of learning, tức là đánh giá kết quả học tập cho điểm phân loại; assessment for learning, tức là đánh giá vì hoạt động học tập; và assessment as learning, tức là đánh giá như là hoạt động học tập. Thì chúng ta cần có sự cân bằng lại các mục đích đánh giá này bằng cách là tăng cường các hoạt động đánh giá như là hoạt động học tập, như là vì hoạt động học tập, thay vì chỉ tập trung vào đánh giá kết quả học tập. Thì đây là một cái điều nhìn thì có vẻ tưởng chừng là rất là dễ, là chỉ đơn giản là kiểm tra trong quá trình nhiều hơn. Thế nhưng nó thực sự là một cái khó khăn đối với người dạy, bởi vì chúng ta luôn luôn bị phải cân bằng về cái khoảng thời gian có trong mỗi một tiết học. Vậy thì thế nào là cân bằng lại mục đích đánh giá trong việc thực hiện việc kiểm tra đánh giá? Thì chúng ta sẽ thay vì là chỉ chăm chú vào các đánh giá tổng kết summative assessment, tức là chỉ phục vụ về điểm số thôi, bài kiểm tra 15 phút, 45 phút một tiết. Thay vì đó thì ngoài cái việc này chúng ta làm tốt rồi, thì chúng ta cần tăng cường thêm các hoạt động về gì? Đánh giá quá trình formative assessment, hoặc là đánh giá chẩn đoán. Chúng ta thường xuyên tạo ra những câu hỏi, những tình huống, những nhiệm vụ trong quá trình dạy học, thì chúng ta sẽ tăng cường được cái quá trình tham gia vào hoạt động học tập của người học. Người học cũng có thể tham được tự đánh giá hoặc là đánh giá bạn mình nữa. Cái nội dung thứ ba thì muốn đề cập ở đây nữa, đấy là đổi mới trong nội dung đánh giá. Thì đổi mới trong nội dung đánh giá, chúng ta biết nội dung đánh giá bây giờ nó không phải là kiến thức, không phải là kỹ năng, không phải là những cái cụm thái độ riêng lẻ, mà chúng ta đổi mới trong việc đánh giá đây chính là đánh giá năng lực. Đúng nào, đánh giá năng lực. Thì có rất nhiều khái niệm khác nhau về năng lực, các bạn có thể tham khảo trong cái tài liệu có thầy cô trình bày. Nhưng ở đây thì có tóm lược một số khái niệm. Cái ý niệm đầu tiên về năng lực đấy là người ta coi năng lực là tổ hợp của các kiến thức, kỹ năng, thái độ, động cơ, niềm tin vân vân mà người học vốn có. Có nghĩa là bản thân người học, mỗi người học đều có một cái kinh nghiệm sẵn rồi. Cái thứ hai là những cái kiến thức, kỹ năng, thái độ đó có thể thông qua việc học tập, việc tự nghiên cứu. Nhưng quan trọng nhất là phải hành động. Đây này, ở đây hành động để giải quyết thành công các vấn đề thực sự diễn ra trong cuộc sống. Có nghĩa là nó hướng tới cái năng lực mà áp dụng, vận dụng các kiến thức kỹ năng đó để thực hiện một cái hoạt động hay là ứng xử phù hợp với một cái tình huống trong cuộc sống. Thì tương tự như vậy có rất nhiều khái niệm khác nhau như vậy, thầy có tổng hợp lại thành một sơ đồ như này cho chúng ta dễ dễ hình dung. Nói đến năng lực tức là nói đến tất cả các yếu tố tồn tại về về phát triển về về phẩm chất nhân cách của con người, ví dụ kiến thức, kỹ năng, thái độ, giá trị, động cơ. Và bản chất của năng lực đấy là sự kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức. Ở đây thầy nhấn mạnh là kết hợp linh hoạt và có tổ chức các cái thành tố này. Vì vậy là trong các bài kiểm tra của chúng ta, trong các hoạt động đánh giá của chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng cover tất cả được các nội dung này. Đúng không? Ví dụ bài kiểm tra viết có lẽ là kiến thức và kỹ năng là chủ yếu. Nhưng ví dụ như chúng ta có một cái hoạt động đánh giá trình diễn thì có thể cover được tất cả những nội dung này. Và cái biểu hiện tốt nhất của năng lực, thể hiện tốt nhất, chính xác nhất của năng lực đấy là vận dụng để để thực hiện một hành động nào đó, hoặc vận dụng để tạo ra một sản phẩm nào đó, thì khi đó chúng ta mình nói là người học có năng lực. Nội dung cuối cùng
về sự đổi mới ở đây chính là đa dạng trong hình thức và thời điểm đánh giá. Một là đổi mới mục đích nhé, hai là đổi mới về nội dung đánh giá, ba là chúng ta khẳng định là đa dạng trong hình thức và thời điểm đánh giá. Nên vì vậy chúng ta cần biết rất nhiều các cái kỹ thuật đánh giá khác nhau. Bởi vì khi nói đến thông tin của người học thì chúng ta có thể thu thập thông tin của người học qua khá nhiều kênh khác nhau. Một là thông qua các kết quả các bài kiểm tra, đúng không? Một cách đơn giản nhất là cho bài kiểm tra. Nhưng cách thứ hai chúng ta có thể thông qua các hoạt động trong lớp học. Chúng ta yêu cầu người học thực hiện một vài hoạt động như làm việc nhóm, làm thí nghiệm, tham gia một cái game của chúng ta trên lớp. Chúng ta có thể thông qua các sản phẩm hoạt động. Người học có thể tạo ra các sản phẩm như là bài thuyết trình là đơn giản nhất, đúng không? Một cái tờ báo tường, một cái đoạn, người học có thể làm một cái đoạn clip. Người học có thể tạo ra các cái sản phẩm dưới dạng mô phỏng các thí nghiệm, đúng không? Và cũng chúng ta có thể đánh giá người học thông qua phản hồi từ bạn bè, thầy cô, phụ huynh và đôi khi là cộng đồng. Bởi vì nguồn minh chứng của chúng ta đa dạng như vậy nên là chúng ta cần phải thu thập bằng nhiều cái phương pháp và công cụ khác nhau. Thì có lẽ đấy là những cái nội dung chính mà thầy muốn trao đổi với các bạn trong cái buổi học ngày hôm nay.